Ok, Sô Huy Tuấn em gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Chào toàn thể các bác, chúc anh em có một sức khỏe tốt để chống chọi với cái dịch Covid. Thứ hai, có một sức khỏe thật là tốt để anh em có thể là có động lực theo đuổi cái niềm đam mê săn bắn của mình nhé anh em nhé. Thì hôm nay lại là một chương trình ngắn em gửi tới tất cả anh em. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một cái mẫu condo thẳng talon các bác nhé. Condo thẳng talon bao chuẩn chỉ cho anh em chơi ở khoảng cách là 60 đến 70 mét là ăn với lắp C2, là anh em bắn những cái con chim nhỏ. Khoảng 80 mét là anh em thể đi vụt cò, anh em thể đi bắn cò, là hạ cò nha các bác nhé. Thì anh em nào mà muốn chơi xa hơn, ở khoảng cách dài hơn, xa hơn, ok hơn thì anh em cần phải có kỹ năng bắn nha các bác nhé. Đấy, phải có kỹ năng bắn chứ không phải là anh em cứ dùng cây củi này là anh em thể là bắn nó là được xa đâu anh em nhé. Chơi cái môn này nó cần phải có là được kỹ năng bắn nha các bác nhé. Đó, một cây như thế này. Một cây như thế này thì đang có giá bán ngoài thị trường, nó rơi tầm khoảng là 5 triệu 6 đến 5 triệu 7. Thì trong cái mùa dịch dã Covid-19 như này, kinh tế của ai nó cũng bị eo hẹp, đấy công việc nó cũng bị trì trệ, nên là em lại giảm cho anh em mấy trăm nghìn để anh em có thể có thêm kinh phí mua thêm được cái kinh kẹo, hoặc là mua thêm được cái túi, hoặc là đi mua thêm được cái laser để anh em mình lên cho cái cây củi nó hoàn thiện hơn. Thì hôm nay là bán rẻ cho anh em 50 khẩu này nha các bác nhé. Bán rẻ cho anh em 50 khẩu. Đấy, giá chỉ có 5 triệu 300 nghìn đồng. Đấy, rẻ hơn so với thị trường tầm khoảng 3 đến 400 nghìn các bác ạ. Đấy, ở cái thời điểm dịch giã khó khăn như này thì rẻ hơn được vài trăm thì nó cũng rất chi là ok rồi. Đấy, cũng không biết hỗ trợ làm sao để cho anh em có nhu cầu để mua được cái củi như này. Thôi em chỉ biết là giảm giá cho anh em để anh em có thêm kinh phí để mua thêm những cái phụ kiện cần thiết thôi các bác nhé. 5 triệu 300 nghìn đồng là anh em nhận được một cây củi hoàn thiện như này các bác nhé. Đó, chơi khoảng cách là 80 mét vụt cò, ok chưa? Bắn những con chim nhỏ là 6-70 mét là thoải mái nha các bác nhé. Thì cấu hình này em đang sử dụng là kính Discovery, kính Discovery VTR 3-12x42. Đấy, hai Discovery này thì chơi cũng cực kỳ là ổn định nha các bác nhé. Ưu điểm vượt trội của nó là kính rất trong và sắc nét. Đấy, thấu kính rất chi là to để anh em quan sát mồi rất chi là độ rộng và tốt nha các bác nhé. Đấy, ở đây là bộ hơi là sử dụng là bình nhôm đít bằng này, van cricket này, giảm bơm bút leo bao khúc xóa vách tiến lùi. Tay cầm là tay cầm gỗ mun đôi công hai mảnh các bác nhé. Tay cầm này là vân tự nhiên. Đấy, chống mối mọt, anh em dùng đôi 3 năm cũng không lo bị mối mọt nó ăn đâu nhé các bác nhé. Càng dùng tay càng bóng lên thì nó sẽ càng đẹp lên. Có 3 mảnh vỏ ma rồi đồng, tay kéo inox. Khung em đang sử dụng ở đây là khung XS2020. Khung tay quan Đài Loan. Khung này là khung nhập nhé các bác nhé. Có tem 7 màu đây, chống hàng giả nhái luôn. Đấy, tăng chỉnh búa bên ngoài, tăng chỉnh bố lò xo ở bên ngoài cho anh em thuận tiện tăng chỉnh lực đập mạnh nhẹ của cái cây củi của mình nhé các bác nhé. Ở đây em đang sử dụng là cành lô tha wiser nhé, cành lô tha wiser 14 inch chất thép CR45, 12 khương tuyến, chơi kẹo chì là 5.52 anh em nhé. Đấy, chơi kẹo chì 5.52, cái cành 14 inch này dài tương đương 35 cm các bác nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, ưu điểm vượt trội cái cành này là chống bào mòn khương cho các bác, anh em chơi khoảng thời gian về lâu về dài nó sẽ không bị bào mòn khương, anh em không phải lên sai kẹo nhiều. Đấy, đường đạn luôn đi cực chuẩn chỉ nhá. Giá chỉ có 5 triệu 300 nghìn đồng thôi là anh em sở hữu cho mình một cây như này, đã bao gồm cước phí vận chuyển. Anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp một trong ba số điện thoại này của em nhé. Một trong ba số điện thoại này thì em đều là người trực tiếp cầm máy để tư vấn cụ thể cho anh em khi anh em cần. Đấy, anh em có nhu cầu về mặt hàng sản phẩm nào, vui lòng liên hệ một trong ba số, em sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của anh em. Đó, anh em mà ngại gọi điện thoại kết bạn Zalo với em bằng hai số màu đỏ nhá anh em nhá. Đấy, tất cả những cái cây củi bên em thì là đều là giáp test căn chỉnh và gửi đi cho khách hàng. Đấy, giáp xong rồi test để thử cái độ trụm của lòng nhá, rồi mới gửi đi cho anh em nhá, nên anh em cứ yên tâm nhá. Đó, anh em thấy em vừa lên thử bắn vài cái cho anh em rất chi là mượt mà. Đấy, ok chưa các bác? Đó, bên em là ship COD và gửi xe. Hiện tại ở trong Sài Gòn thì em đang ngưng tuyến gửi xe trong Sài Gòn nhá các bác nhá. Đấy, Sài Gòn miền Tây là em đang không gửi xe được, tại vì trong bế tình hình diễn biến dịch rất chi là căng thẳng. Thì hiện tại em chỉ gửi xe ở bên tỉnh phía Bắc và tỉnh miền Trung thôi. Đấy, còn ở miền Nam miền Tây là không gửi xe được nhé các bác nhé. Đó, thì ship COD thì tỉnh thành nào mà chưa có dịch nhiều, chưa có ở trong cái tâm dịch thì em vẫn nhận đơn bình thường. Còn anh em ở trong tâm dịch mà xem được video thì cứ xem cho nó vui. Đấy, xem để mình tham khảo. Khi nào hết dịch anh em có nhu cầu thì liên hệ anh em nhé. Rồi, một video ngắn thì em xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp tất cả anh em ở những video clip tiếp theo nhé. Có nhu cầu mua hàng thì liên hệ Shopee Tuấn nhé. Chào toàn thể anh em, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nhé.